Yeah, trân trọng kính chào hội thánh trân trọng kính chào quý tôi con chúa thật là vui chúng ta có cơ hội để trở lại với nhau qua lời của chúa ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cái tiến trình xây dựng đời sống chúng ta trên lời của chúa đặc biệt là giúp đỡ đức tin của chúng ta hàng ngày có ý muốn của chúa có sự dạy dỗ và có uh, sự bày tỏ của chúa cho mình để mình sống à uh, giữa đời này mà à, ý muốn của mình ít hơn tôi không muốn nói rằng là không có ý muốn của mình ít hơn nhưng mà ý muốn của đức chúa trời mỗi ngày lại nhiều hơn ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày à, xin quý vị à, chịu khó nghe à, chịu khó áp dụng lời chúa trong cuộc sống mình chắc chắn có những lúc mình mình quên mình không có ý nhưng mà thậm chí những cái sinh hoạt giữa anh em trong đức tin với nhau đó mình cố gắng có những lúc mình quên đi nhưng nhờ ơn chúa quay trở lại với lời chúa thưa quý vị nếu chúng ta không quay lại với lời chúa chúng ta dễ chọn nhau lắm chúng ta dễ hơn thua với nhau lắm, kể cả các mục sư cũng vậy. Chúng ta không trở lại với lời của Chúa, đó. chúng ta cũng dễ hơn thua với nhau lắm. À, cầu nguyện để Chúa nâng đỡ chúng ta, à, chúng ta biết áp dụng lời của Chúa trong cuộc sống của mình. Anh chị em trong gia đình cũng dễ lắm, à, nhưng hãy đặt mình ở dưới lời của Chúa. Đây là Điều mà tôi thiết tha kêu gọi quý vị Bởi vì nếu mình không Không áp dụng lời của Chúa Trong những Cái chỗ mà à, Mình đang thật sự cần Trong những cái chỗ hiểu lầm Trong những cái Cái lỡ Lỡ sai của mình Đôi khi không ai muốn Nhưng mà Cái bản chất mình nó là vậy vì thế chúng ta cần áp dụng lời Chúa để không thôi mình mình hơn thua với nhau những cái mà chính những cái đó nó làm hư nó làm hư cái mối quan hệ mình có à, cho nên tôi nói như vậy thì chắc có lẽ quý vị nghe à, chúng ta hiểu được bởi vì mỗi người chúng ta hiểu được hoàn cảnh và hiểu được tình trạng hiểu được bản chất, hiểu được cái yếu đuối của mình, hiểu được cái thật sự, tình trạng thật của mình hiện tại như thế nào. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta nên bắt đầu tập thành áp dụng lời Chúa hàng ngày. Một chút xíu thôi cũng được, nhưng áp dụng nó. Đó là cách duy nhất để chúng ta thắng hơn những cái yếu đuối nho nhỏ trong đời sống của mình. Đối với tôi, những cái yếu đuối nho nhỏ đó nó như những con trồn nhỏ vậy đó. Mà nó phá hoại vườn nho hồi nào không hay. Nó làm hư vườn nho hồi nào không hay. Cho nên thiết tha, phải nói rằng rất thiết tha. Ước ao quý vị, con dân Chúa trong hội thánh. Chúng ta nhớ áp dụng lời Chúa khi có vấn đề khi có những xung đột khi có những ý tưởng tiêu cực khi có những ngã lòng khi có những cái bỏ cuộc khi có những cái lời nói hành khi có những cái điều gì đó nó làm cho mình bắt đầu ngã lòng và thối chí đôi khi muốn bỏ cuộc nhiều cả nhiều khía cạnh nhưng thưa quý vị đừng để mình rớt vào cái cái rình rập đó của satan nhưng giữ mình ở trong lời của chúa mỗi khi mình biết mình sai rồi đó đừng tiếp tục nói nữa đừng tiếp tục nhắn tin nữa dừng lại nếu đã lỡ đánh vài lời dừng lại nếu cần phải xin lỗi nhau cứ xin lỗi nhau đi để chúng ta thấy ơn của Chúa như thế nào, tuôn đổ như thế nào ở trên đời sống của chúng ta. Để chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đọc. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa soi sáng chúng con trong thời giờ này. Thánh linh của Đức Chúa Trời làm việc sâu xa trong chúng con giờ này qua lời của Chúa chúng con biết có những cái chúng con không thể hiểu được hay là với được tới lời của Chúa nhưng trong ơn và sự thương xót của ngài Chúa ơi Xin Chúa cho chúng con hiểu một chút gì đó của ngày hôm nay nếu bởi ân sủng của ngài Chúa cho chúng con hiểu được cái điều chúng con cần và đón nhận được điều chúng con cần để sống ngày hôm nay trong ý muốn của ngài con cảm ơn chúa rất là nhiều xin chúa cho chúng con kinh nghiệm được lời chúa thánh hóa chúng con hàng ngày lời chúa thánh tẩy chúng con hàng ngày lời chúa nuôi dưỡng chúng con hàng ngày lời chúa tỉa sữa và cắt xén chúng con hàng ngày để mỗi ngày chúng con sai trái hơn trong đời sống của mình chúa ơi con cầu nguyện đến điểm này con thấy tình trạng ở Seattle này, tình trạng của trong chức vụ của con, dân sự của Chúa ở tại ở Thánh Hy Vọng. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa giúp cho để chúng con dạng dĩ mạnh mẽ làm chứng trình bày phúc âm của Chúa cho người Việt của chúng con. Sao chúng con làm hoài mà nó cũng không có kết quả, mà có kết quả cũng không vững vàng được con ăn năn với chúa xin ngài thương xót chúa thăm viếng cho để chúng con bước qua một cái giai đoạn thật sự được lời chúa tỉa sửa hầu chúng con được sai trái trong chức vụ của mình cảm tạ chúa rất là nhiều con dân phó thì giờ đọc lời của chúa tại đây ở trong sự thăm viếng của ngài nguyện chúa thánh linh ngài chớ qua khỏi chúng con nhưng bày tỏ chính mình ngài hầu chúng con nắm bắt được sứ điệp của Chúa, con cảm ơn Cha rất là nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. À, chúng ta sẽ đọc đoạn 37 như sau: đoạn -sa Bethsaida đóng hòm bằng cây xi si tim, bề dài hai thước rưỡi bề ngang một thước rưỡi, bề cao một thước rưỡi. người bọc vàng rồng bên trong và bên ngoài, cùng chạy đường viền chung quanh. đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bốn góc, hai cái bên hông này, hai cái bên hông kia. người cũng chuốt các đòn bằng cây xi si tim, bọc vàng rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông. Đặng Khiên Hòm. Chúng ta biết hòm giáo ước này là được đặt ở trong nơi chí thánh. À, rồi chúng ta đọc tiếp. Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng rồng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, làm hai tượng cherubim bằng vàng đánh giác để nơi hai đầu nắp thi ân một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra hai đầu nắp hai cherubim xè cánh che trên nắp thi ân đối mặt đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân nắp thi ân là cái nắp đậy ở trên hòm giao ước và như chúng ta nhắc đi nhắc lại là ở giữa hai cái cánh cherubim thay vì cánh cherubim xè ngang thì bây giờ chánh cherubim sẽ tới đau vô trong thì khi xe tới đâu vô thì cái khoảng trống giữa hai cái cánh của hai bên đó nó khoảng trống chỗ đó thì đó là cái chỗ mà thàm chúa hiện diện à, chúa ngự xuống ở tại đó ở trong vinh quang của chúa để gặp môi xe và ban ra những sứ điệp cho dân sự của chúa qua đầy tớ của ngài là môi xe và thưa quý vị uh, tất cả những hình ảnh này một lần nữa tôi lặp đi lặp lại nó được ứng nghiệm và hoàn tất ở trong Chúa Giêsu Christ cho nên uh, mình thấy tất cả những hình ảnh của nơi chí thánh này nó được hoàn tất ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và ngày hôm nay chúng ta không cần một hòm giao ước nữa, chúng ta không cần cái nơi của nắp thi ân đó nữa, chúng ta không cần một môi xe đi vào đó nữa để nhận lấy sứ điệp cho mình. Nhưng tất cả những điều này được hình thành ở trong Đức Chúa Jesus. Christ. Tất cả những gì chúng ta biết về Chúa và chạm được với Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa và tương giao với Chúa một cách trực tiếp đều nằm gọn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái đặc ân đó lớn lao vô cùng. Vì vậy người tin Chúa chúng ta đừng xem nhẹ cái chỗ đứng của mình, cái vai trò của mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi tiếp tục à, tới câu số 10 người người ở đây là Bethlehem đó người cũng đóng một cái bàn bằng cây si tim dài hai thước bề ngang một thước bề cao một thước bọc vàng rồng và chạy một đường viền chung quanh lại cũng lên ba lên ba có nghĩa là đóng bốn cái cạnh bốn cái vách đó lên ba tứ vi tứ vi là bốn cạnh đó Tứ vi bàn à, cao chừng bốn ngón tay tức là bốn ngón tay thì khoảng nhiêu đây thì à, cái bàn đó có bốn cái 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 bờ à, cái bờ chung quanh à, cao lên chừng đó và chạy cho be một đường viền vàng người đúc bốn cái khoen vàng tra và bốn góc tại nơi chân bàn các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào đặng khiên bàn. Người chuốt đoàn bằng cây xi si tim, bọc vàng đặng khiên bàn. Lại cũng lấy vàng rồng, làm các đồ dùng bày trên bàn, như dĩa, chén, ly và chậu để dùng làm lễ quán. Cái bàn này được gọi là bàn để bánh trần thiết, hoặc là bánh cung hiến À, trên bàn này có dĩa có chén có ly có chậu à, và và 12 ổ bánh mỗi ổ bánh biểu tượng cho một chi phái và 12 ổ bánh này biểu tượng cho toàn thể dân Israel à, 12 ổ bánh Trần thiết này hay 12 ổ bánh không men này à, là hình ảnh của dân sự của chúa luôn được cung hiến, ở trong nơi thánh luôn được cung hiến cho Chúa và luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Và đây là hình ảnh nhắc nhở tất cả chúng ta khi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta là những con người được cung hiến những cuộc đời được cung hiến cho Chúa và hằng ở trước sự hiện diện của Chúa. Cho nên chúng ta nhớ cái chỗ đó ở trong đời sống của mình, mình là bánh trần thiết được biệt riêng, được cung hiến cho Chúa. Vì vậy chúng ta nhờ ơn Chúa sống với cái vai trò đó ngay trong uh, thế gian này, hoặc là ngay trong uh, Đức Chúa Giêsu Christ hay là ngay ở trong đất của Chúa đó là hội của người công bình. Và chúng ta cảm ơn Chúa nhớ rằng cuộc đời của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã được cung hiến cho Ngài rồi. Yeah đó là cái bàn được bánh trần thiết cái tới là cái chân đèn như thế nào câu 17 người cũng người tức là bà Bethlehem đó tôi lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ cái tên này là bởi vì cái tên này là cái tên được Chúa gọi Chúa gọi và Chúa biệt riêng ra gọi đích danh biệt riêng ra để làm cái công việc đặc biệt này À, chỉ có hai người là Bethlehem và Oholi Oho um, Oho gì đó tự nhiên tôi quên mất cái tên uh, chúng ta nhờ, từ từ chúng ta nhớ lại <laughs> người người cũng làm chân đèn bằng vàng rồng cái chân cái thân cái đài cái bầu và cái hoa đều làm bằng vàng đánh giác hai bên thân thân đèn có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên hai trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn. Trên thân chân đèn, chúng tôi đọc lại à, câu 19, trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài. Tức là trên thân chân đèn này có mấy cái? có sáu nhánh à, nứt ra sáu nhánh mỗi một bên như vậy là ba nhánh bên này ba nhánh bên này thì à, trên cái à, cái mỗi nhánh á đều có ba cái đài ba cái đài như vậy ba à, cái đài rồi ba à, cái đài này như thế nào trên sáu nhánh à, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình hạt nhân à, hình hạt hạnh nhân quý vị à, tưởng tượng ra cái hình hạt hạnh nhân nó như thế nào rồi cũng cùng cái bầu và cái hoa ở trên cái mỗi một nhánh như vậy đó mỗi một nhánh đều có ba cái đài hình à, hộp hạng nhân và cùng có cái bầu và cái hoa ở trên trên mỗi một nhánh như vậy thì tổng cộng là sáu nhánh à, tổng cộng thì sáu nhánh mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như là một hộp hạng nhân vậy đó rồi trong cái trong cái nhánh đó nó còn có cái bầu và cái hoa nữa trên thân chân đèn lại có bốn cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa luôn luôn là cái 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 đài đó nó có nó có cái bầu và có cái hoa dính liền với nhau trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra hệ cứ mỗi hai nhánh thì ở dưới đó có cái bầu à, bầu và nhánh của thân của chân đèn đều bằng vàng rồng nguyên miếng đánh giác người cũng dùng bảy cái thép đèn kéo kéo cắt uh, người cũng làm bảy cái thép đèn và kéo cắt À, kéo bắt tim đèn và đồ à, đồ đựng cái tàn đó. khi đốt nó có cái tàn nó rớt xuống đó thì có cái kéo để kéo cái để bắt cái tim đèn lên rồi à, rồi có cái đồ để đựng à, đựng cái tàn đó tất cả những điều đó đều là bằng à, đều là bằng vàng rồng có hai mươi chép như thế này người cũng dùng một ta lân vàng rồng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng cho chân đèn. À, nãy giờ mình thấy cái hầu hết là từ cái hòm giao ước đến nắp thi ân đến bàn trần thiết, à, đằng bàn đựng bánh trần thiết và chân đèn đều làm bằng vàng rồng. À, nói đến một cái vật liệu, à, cái nào gỗ xi si tim á thì được phải bọc bằng vàng bằng vàng rồng cái nào không làm bằng gỗ mà làm bằng vàng thì cũng làm bằng vàng rồng tức nói đến một cái loại vàng tinh khiết ở trong nơi thánh của Chúa và nơi chi thánh của Ngài đèn chân đèn nói đến cái sự thờ phượng liên tục ở giữa dân của dân sự của Chúa đối với Chúa À, không có à, ngưng ở trong cái 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 vai trò thờ phượng. Và chúng ta cũng vậy, cho nên Chúa mới nói trong văn đoạn Bô đoạn 8 câu 24 đó thì chúng ta nhớ rằng là Chúa nói gì Hể ai thờ phượng ta thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Vì vậy ở trong cuộc đời của chúng ta đó, trong mọi sinh hoạt, trong suốt cái sinh hoạt của cuộc sống của mình hàng ngày cái sự thờ phượng Chúa nó có nó phải có liên tục giữ liên tục ở trong cái cái nếp sống của mình à, sự thờ phượng Chúa ở đây không phải là mình giống như mình làm ở nhà thờ không phải nhưng mà cái sự thờ phượng Chúa của mình à, giữ liên tục trong mọi cái sinh hoạt của mình có nghĩa rằng là trong từng giây phút của cuộc đời mình cái đèn tâm linh của mình hay là cái ngọn đèn à, ánh sáng của mình cái đức tin của mình nó luôn được tỏa sáng ra nó luôn được có một cái 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 sự à, cái sự sáng nó được bày tỏ ra bởi vì trong chúng ta có một cái loại giàu và lợi giàu đó không bao giờ dứt ấy là chúa thánh linh và chúa thánh linh chính là giàu ở trong cuộc đời của mình để cho ngọn đèn đức tin của mình ở trong Chúa cứ liên tục được chiếu sáng ra. Để rồi mình không giống như những người nữ à, dạy và và so sánh với những người nữ khôn, năm người dạy và năm người khôn cuối cùng lại họ không có cái giàu để họ họ có thể sống như mọi sinh hoạt bình thường nhưng họ có cái giàu nào đó của họ nhưng không có cái giàu của thánh linh ở trong đời sống của mình. Cho nên cuối cùng lại họ đi xin cái giàu đó. Họ đi mua cũng không có và đi xin cũng không có bởi vì giàu đó được ban cho mọi người à, điều đều như nhau nhưng mà mình chọn nó để sử dụng, mình chọn nó để 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 được liên tục mà đốt cháy hay là 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 cái 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 chất liệu để làm cho đời sống của mình để cho ngọn đèn đức tin của mình nó tiếp tục được cháy hoài thì đó là sự chọn lựa của mình. Cho nên cuối cùng năm người nữ dạy kia họ không thể tìm được cái dầu ở đâu ra và họ xin cũng không thể cho được thưa quý vị trong lúc đó mình không thể cho thánh linh của đức chúa trời tôi không thể cho ai được bởi vì cái điều đó không thể không thể làm được cho nên chúng ta có một cái loại dầu và chính ấy là chính thánh linh của chúa vì vậy hãy để tất cả những điều đó nó được tự động được đốt lên và nó được chiếu sáng ra trong cuộc đời của mình liên tục mặc dầu từng cái chi tiết lặt vặt nho nhỏ mình đọc đôi khi mình không hiểu được những cái chi tiết đó nhưng thật ra thì mình sẽ không hiểu, không hiểu nổi cho đến khi mình bước vào ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mình sống liên tục ở trong Đức Chúa Giêsu Christ để mình hiểu từng cái ly ti ở trong cái cái việc tổ chức của đền tạm này và những cái ly ti từng việc một được à, được à, được hình thành được được làm nên ở trong đền tạm tất cả những cái ly ti đó nó được ứng nghiệm ở trong trong Đức Chúa Giêsu Christ vì vậy hãy nuôi mình ở trong đó để bắt đầu khám phá ra những cái ly tì từ trong cái đền tạm này để mình hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời đem chúng ta từ một con người tội lỗi đó đi vào ở trong Đức Chúa Giêsu Christ như thế nào. Nó tuyệt vời, nó công phu, nó vĩ đại như thế nào. Hầu chúng ta biết ơn Chúa hơn nội những cái ly ti của cái bàn thờ những cái ly ti của cái chân đèn những cái ly ti của cái đền tạm những cái ly ti của từng cái miếng màng những ly ti từng của cái trụ những ly ti từng cái sàn ngang những ly ti từng cái ổ cái lỗ mọng từng từng cái mọng tất cả từng cái khoang, từng cái móc từng cái kích thước tất cả những điều đó thưa quý vị nó nằm trọn ở trong đức Jesus Christ vì vậy hãy ở trong đó để chúng ta khám phá ra những cái ly tí đó mỗi một ngày chúng ta tìm ra được một chút biết được một chút để tại chỗ đó chúng ta thấy được cái sự vĩ đại cao cả mà chúa đã thực hiện như thế nào cái công phu như thế nào để mang một cuộc đời từ tội lỗi từ một tội nhân trở nên thánh nhân mình nói từ tội nhân trở nên thánh nhân Mình nói gọn như vậy đó Nhưng mà nó trải qua không biết bao nhiêu cái 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 chi tiết để có thể chuẩn bị cho mình một chỗ như vậy Ở trong Đấng Chris Mà thưa quý vị Một chỗ ở trong Đấng Chris Không phải cho một người Cho tất cả mọi người Đó là một cái vĩ đại Tất cả một thành phần Đó là một cái vĩ đại một người đơn sơ cũng ở đó được và một người cao cả nhất ở đời này cũng ở đó được, một người giàu có nhất ở đời này cũng ở đó được, và người nghèo khổ nhất của đời này cũng ở đó được. Mọi người đều hưởng một phần thưởng như nhau, một chế độ như nhau. Ở trong sự ở trong đấng Christ cho nên đó là điều chúng ta tạ ơn Chúa. Vì vậy nguyện nguyện giàu của thánh linh cứ luôn ở trong đời sống của chúng ta và để cho ngọn đèn đức tin đó cứ tiếp tục được đốt lên cứ tiếp tục được sáng ra cứ tiếp tục thờ phượng cứ tiếp tục bày tỏ sự thờ phượng đó ngay trong nơi chúng ta đang sinh hoạt từ chỗ làm, gia đình, đi chợ, ở trên xe, ở đi phố, dạo bộ, tất cả mọi nơi. Chúng ta vẫn thờ phượng Chúa, tôn cao danh Chúa và nối kết được với Chúa. Chân đèn ở trong đời sống của chúng ta và những ngọn đèn ở trong cuộc đời của chúng ta cứ vẫn được chiếu sáng lên, cứ đốt ra. Cái tiếp là gì? Cái tiếp là, là cái bàn sông hương, là cái bàn đặt ngay ở trước cái tấm màng và sau tấm màn đó là hòm giao ước đó. Cái tấm màn mà phân cách giữa nơi thánh và nơi chỉ thánh đó. Cái bàn thờ sông hương nằm ngay chỗ đó. <laughs> Người đóng một cái bàn thờ sông hương bằng cây si tim hình vuông dài một thước bề ngang một thước bề cao hai thước đây là cái bàn hình vuông nha tôi kêu đi bề cao thì hai thước bàn có bốn cái sừng lõ ra à, người người bọc vàng người bọc vàng rồng trên mặt và bốn à, bốn cạnh chung quanh và các sừng tứ vi cũng chạy đường viền ra viền vàng đường à, dưới đường viền đó là nơi hai à, hai bên góc người làm hai cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiên người người chuốt đòn bằng cây si tim và bọc vàng người cũng dùng người cũng chế hương à, người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu à, theo nghề của thợ chế hương ở đây chúng ta thấy có bàn thờ sông hương à, chính là cái hình ảnh của việc một của lễ được dâng lên có mùi thơm cho đức giê hô vã và dân sự của Chúa như là của lễ được dâng lên có mùi thơm cho Đức Jehovah liên tục ở trong nơi thánh và ngày hôm nay mình có mùi mùi hương của đấng Christ hay là mùi thơm của đấng Christ nên cuộc sống của chúng ta ở trong đấng Christ thì mùi thơm của đấng Christ nó sẽ được liên tục được dâng lên ở trước ngôi thi Ân của Chúa nếu ngoài đấng Christ chúng ta không có cái mùi hương đó để chúng ta dâng lên và tất cả những gì ngoài đấng Christ nó không còn là của lễ có mùi hương thơm dâng lên cho Chúa nữa. Nhưng nó là một mùi gì đó của đời này. Vì vậy để chúng ta có được cái mùi hương của đấng Christ thì hãy nuôi mình ở trong lời của Chúa và chính lời Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong đấng Christ và tại trong đấng Christ đó chúng ta được trở nên một của lễ có mùi hương dâng lên cho Chúa hàng ngày ngay trong mọi sinh hoạt của mình và đó là những gì mà chúng ta thấy được một ít Chúa bày tỏ cho chúng ta ở trong lời của Chúa trong sách Ezekiel ký đoạn 37 này nó cầu nguyện để Chúa dùng lời của Chúa để cho chúng ta thấy cái đặc ân của chúng ta có và tất cả những chi tiết mà chúng ta đang đọc ở đây nó đã được hình thành và hoàn tất ứng nghiệm đầy trọn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ cho từng cuộc đời của chúng ta hãy thỏa lòng ở trong Chúa và khoái lạc ở trong Chúa mà bày tỏ sự trọn lành này đến cho những người chung quanh. Chúng ta đọc lại từ đầu rồi chúng ta cầu nguyện với nhau. Đoạn Bê-sa-lê-en... đóng hòm bằng cây si tim bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, bề cao một thước rưỡi. Người bọc vàng rồng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền chung quanh. Đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bó, đặng gắn bốn góc. Hai cái bên hông này hai cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cây xi si tim bọc vàng rồi xỏ đòn vào khoen hai bên hông đặng khiên hòm. Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng rồng, bề dài hai thước rưỡi bề cao, bề ngang một thước rưỡi hai tượng cherubim làm hai tượng cherubim bằng vàng đánh giác để nơi hai đầu nắp thi ân một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi hai đầu nắp thi ân hai cherubim xè cánh che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân người cũng đóng một cái bàn bằng cây xi si tim bề dài hai thước bề ngang một thước bề cao một thước rưỡi bọc bằng vàng rồng và chạy một đường viền chung quanh lại cũng lên be cho tứ vi bàn cao chừng bốn ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng người đúng, người đúc bốn khoen vàng và tra vào bốn góc tại nơi chân bàn các khoen ở gần nơi be mỗi để xỏ đòn vào đặng khiên bàn người chuốt đòn bằng cây xi si tim bọc vàng đặng khiên bàn rồi cũng lấy vàng rồng mà làm các đồ dùng bày trên bàn như dĩa chén ly và chậu để dùng làm lễ quán người cũng làm một chân đèn bằng vàng rồng cái chân cái thân cái đài cái bầu và cái hoa đều làm bằng vàng đánh giác hai bên thân đèn có sáu nhánh nứt ra ba nhánh bên này và ba nhánh ở bên kia trong sáu nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân đèn lại trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hệ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một một cái bầu, bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng rồng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm bảy cái thép đèn, kéo cắt kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng rồng. Người dùng một ta lăng vàng rồng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Người cũng đóng một cái bàn thờ sông hương bằng cây xi si tim hình vuông bề dài một thước bề ngang một thước bề cao hai thước bàn có bốn sừng ló ra người cũng bọc vàng rồng trên mặt bốn cạnh chung quanh và các sừng tứ vi cũng chạy đường viền rồng đường viền vàng dưới đường viền đó nơi hai bên góc người làm hai cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiên người chuốt đòn bằng cây xi si tim và bọc vàng người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con vừa đọc xong đoạn số 37 của Sức Egypto Ký. Chúng con bắt đầu thấy hòm giao ước đã được hình thành, nắp thi ân đã được hình thành. Bàn đựng bánh trần thiết hay bánh cung hiến cũng đã được hoàn tất. Ôi Chúa, chân đèn và các uh, các đồ được chế ra cho chân đèn cũng như trên bàn bánh trần thiết cũng đã được hoàn tất. Bên cạnh đó, Chúa cũng cho đầy tớ của Chúa là Bessalien cũng làm xong bàn thờ sống hương và cũng hoàn tất cái việc chế ra dầu thơm, dầu sức và các hương thơm để dâng lên cho Chúa ở trong trong những công việc tế lễ ở trong nơi thánh. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Tất cả những sự chuẩn bị này, chúng con cảm ơn Chúa những chi tiết này cũng đã được hình thành hoàn tất ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà nơi mà chúng con đang dân mình, nơi chúng con đang đi lại, nơi chúng con đang sinh hoạt, nơi chúng con đang cung hiến đời sống của mình cho Ngài nơi chúng con đang sống trong sự hiện diện của Chúa, nơi chúng con bước vào nơi chí thánh mà gặp gỡ Ngài. Chúa ơi, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa về tất cả những cái đặc ân trọn vẹn và quý báu này. Chúa cho chúng con tiếp tục khoái lạc nơi Chúa và công bố điều tốt lành đầy trọn này ra cho những người chung quanh. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúa cho dân sự của Ngài thật sự áp dụng lời của Chúa biết rằng cuộc đời của mình đã cung hiến như thế nào và chúng con đang ở trong nơi thánh và nơi chi thánh ra làm sao sự thờ phượng của chúng con và ngọn đèn của đức tin chúng con thì được liên tục được đốt lên như thế nào Chúa ơi dầu cũng đã được hình thành mùi hương cũng đã được xong Chúa ơi tất cả những điều đó đều ở trong đấng Christ mà chúng con đang thừa hưởng Chúa ơi xin Chúa cho chúng con sống và nhận biết được tất cả những điều này trong đời sống của mình Hầu chúng con không gây gỗ nhau nữa Nhưng chúng con lại hiệp nhất với nhau Chia sẻ yêu thương và chân tình với nhau Để chúng con nâng đỡ nhau Mà dìu đến một quê hương tốt hơn Mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con Trong các nơi ở trên trời Con cảm ơn Chúa vô cùng Và cầu nguyện cùng Chúa bấy nhiêu lời Trong danh Đức Chúa Jesus Christ Amen Cảm ơn Chúa đó là lời của Chúa ở Trong đoạn số 37 Của Sư Giúp Tô Ký Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta ở trong lời của Ngài. Trân trọng kính chào hòa thành.